Xin kính chào tất cả anh em, chúng ta đang có mặt tại số 8 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội, địa chỉ của Thế Giới Xe Đức. Hôm nay cùng với Long tìm hiểu và chia sẻ với tất cả anh em là những chiếc xe đang trưng bày và báo giá tại đây cho tất cả anh em nhé. Thì tất cả những cái dòng xe tại Thế Giới Xe Đức thì chủ yếu là những chiếc xe lướt của Audi, này, Porsche, Mercedes-Benz. Đấy. Thì ngay bên cạnh đây là một chiếc Porsche sản xuất 2016, chiếc Porsche Macan anh em nhé, màu trắng, nội thất màu đen. Chiếc xe này rất mới, đã vào rất là nhiều những option cao cấp và hiện tại giá bán của chiếc xe này khoảng hơn 2,7 tỷ đấy, cho một chiếc Porsche Macan đấy, màu trắng nội thất đen, nhập khẩu nguyên chiếc tại Đức anh em nhé. Chiếc xe này mới lăn bánh có khoảng 6 vạn km zin, bảo hành bảo dưỡng chính hãng luôn đấy, khoảng hơn 2,7 tỷ cho chiếc Porsche Macan này anh em nhé, đã vào option rất là nhiều đồ cao cấp. Ngoài những chiếc xe Đức thì Thế Giới Xe Đức luôn luôn có những cái mẫu xe luxury, ví dụ như là chúng ta đang có đây là chiếc Lexus LX570 màu trắng phiên bản Trung Đông. Đấy, chiếc xe này hiện tại Long đang chào bán mức giá khoảng hơn 6,7 tỷ. Cái chất xe đã lăn bánh khoảng hơn 70.000 km, một chủ từ mới biển thành phố anh em nhé. Đấy, bản Trung Đông, màu trắng nội thất màu nâu da bò. Đấy, chiếc này xuất sắc luôn. Đấy, cái tầm tiền khoảng 1,7 tỷ thì GLC lướt thì chúng ta có rất là nhiều những cái lựa chọn. Chúng ta ở đây là có một chiếc GLC 200 sản xuất 2020. Đấy, màu trắng rất đẹp, lăn bánh khoảng hơn 20.000 km và giá bán khoảng hơn 1,7 tỷ. Đấy, cho chiếc GLC 200 này. Phân khúc 7 chỗ thì rất là đa dạng. Hiện tại thì Thế Giới Xe Đức cũng đang có một chiếc V250 sản xuất 2016 màu đen, xe 7 chỗ. Đấy, chiếc xe này lăn bánh 50.000 mai và hiện tại với giá bán chưa đến 1,5 tỷ anh em nhé, cho chiếc V250 màu đen này. Ở đây chúng ta vẫn còn thêm một chiếc GLC nữa. Chiếc này rất hot, sản xuất 2020, GLC 300. Đấy, biển Hà Nội, màu trắng nội thất kem với giá bán khoảng hơn 2,3 tỷ. Đấy, lăn bánh 20.000 km, màu trắng nội thất kem luôn anh em nhé, biển Hà Nội, một chủ từ mới. Rất xuất sắc luôn. Ở đây chúng ta có một chiếc C250 Exclusive. Đấy, chiếc xe này sản xuất 2017 và hiện tại Long đang chào bán mức giá chưa đến 1,2 tỷ nhé. Đấy, C250 Exclusive màu đen nội thất kem, biển Hà Nội, giá chưa đến 1,2 tỷ. Ok, chúng ta cùng nhau lướt lên phía trên để xem một vài mẫu xe đẳng cấp nữa. Mẫu mà sedan phân khúc siêu luxury thì chúng ta có một chiếc Maybach S600 sản xuất 2015. Hiện tại thì chiếc xe này Long cũng đang nhận cọc của một khách hàng tại Hà Nội. Long bán giá nó rơi vào khoảng gần 6 tỷ anh em nhé, cho chiếc S600 Maybach đấy, sản xuất 2015, động cơ 6.0 V12, rất hot luôn. Đấy, màu đỏ phân khúc C200 Exclusive thì chúng ta cũng có một chiếc C200 Exclusive màu đỏ nội thất màu kem, biển Hà Nội, lăn bánh 30.000 km với giá bán khoảng hơn 1,4 tỷ. Đã có rất là nhiều những option cao cấp như là loa Boommaster này, cửa sổ trời. Đấy, rồi mâm của nó là mâm đa chấu, đèn multibeam. Đấy, rất là nâng cấp lên rất là nhiều. Một chiếc xe xét tại thời điểm hiện tại thì tại Việt Nam thì chiếc Ford F150 phiên bản limited anh em nhé, rất hiếm. Đấy, chiếc xe này mới lăn bánh hơn 2.000 km, hiện tại đây là một chiếc xe siêu lướt duy nhất tại Việt Nam thời điểm này. Đấy, chiếc xe mang ngoại thất màu trắng, nội thất màu đen kem anh em nhé. Đấy, rất hot, giá bán hiện tại khoảng hơn 4 tỷ đồng. Ở ngoài vẫn còn một vài mẫu xe rất là đẹp, chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng nhé. Thế Giới Xe Đức thì có rất là nhiều những mẫu GLC. Đấy, chiếc này cũng mới về, GLC 200 màu trắng nội thất kem, giá bán khoảng hơn 1,7 tỷ anh em nhé, khoảng hơn 1,7 tỷ cho chiếc GLC này, GLC 200 sản xuất 2020. Đấy, cửa tiền khoảng 1,1 tỷ đổ lại thì chúng ta có thêm một chiếc GLA 250 biển Hà Nội. Chiếc xe này Long bán mức giá là 1,050 tỷ anh em nhé, màu đỏ, một chủ từ mới, sản xuất 2015. Đấy, cùng nhau lướt qua một vài mẫu nữa. Ok, thì tất cả những chiếc xe tại Thế Giới Xe Đức thì đảm bảo với anh em là không đâm đụng va chạm gầm nước anh em nhé, hỗ trợ cho anh em trả góp 80% giá trị xe. Đấy. Và rất là nhiều những mẫu xe mà các bạn quan tâm muốn tìm hiểu thì hãy gửi thông tin cho Long qua số điện thoại Long Kim trên màn hình, Long sẽ video call hay là quay lại cho anh em những cái chiếc xe đấy. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip nhé.